Vâng. Hello Quang Phạm, xin kính chào quý cô chú anh chị nha. Thì hôm nay Quang Phạm cũng đến nhà của anh Châu đó quý cô chú anh chị, để cập nhật tình hình nhà của anh Châu để chia sẻ cho quý cô chú anh chị cùng xem nha. Thì đây là con của anh Châu nè. Bé này là mới có 3 tuổi mà không biết nói chuyện, chuẩn bị sinh dưỡng á. Bé kia thì là 6 tháng tuổi, 5 tháng mấy 6 tháng, tên bé Ngọc. À, đây là cô Tám hàng xóm nha. À, để lóc chóc quá. Thì sẵn đây thì Quang Phạm cũng sẽ trao cái số tiền là 5 triệu của anh Philip Bùi đã gửi cho gia đình của chị Hiếu, vợ của anh Châu bị mất vì điện giật đó quý cô chú anh chị. Thì Quang Phạm sẽ quay cái và trao số tiền để cho quý cô chú anh chị cùng xem nha. Ê, chú chào con nha. Nè, giỏi nè. Đây là bé, đây là bé Ngọc nè quý cô chú anh chị, con của anh Châu đó. Rồi cưng quá à nè, cưng quá à. Mới ngủ thức dậy vậy? Mới ngủ thức dậy đó à. Mới ngủ thức dậy hả con? Cháu nó mới ngủ thức dậy đó. À, mới ngủ vậy ha. Nè con. Sáng giờ cô dỗ nó ngủ phải không? Ừ, sáng giờ nó ngủ rồi. À, cô qua. Giờ cháu mới thức à. Dạ, cô qua cô phụ dỗ bé ngủ đó ha. Dạ. Rồi. Cô Tám nè, không cô quý 8. Cô chú anh chị, cô Tám qua thường xuyên luôn đó. Ở bên không đó. À, cô Tám để qua còn phụ mà bé nè. Mới 6 tháng tuổi à. Này cưng quá à. Nóng không vậy? Còn nóng nóng quá. Không, con thổi nguội, nước nóng thổi nguội. Xuống tay em còn nóng quá chị hai. Cho nó uống nước gì vậy? Cho uống nước lạnh. À, nước nóng hả? Nước nóng đó, nó cục. À, nó mới nước cục ha. Trời ơi, cưng quá kìa. Trời ơi. Ngủ mới thức à. Thấy nó dễ quá ha cô. Nó dễ lắm, ngủ từ sáng giờ luôn, đêm ngủ hết từ sáng luôn. Thấy kìa. Em ơi. Một câu rồi đó con. Một câu rồi. Một câu rồi đó. Con một câu đó chú ơi. Một câu tội lắm đó chú ơi. Con một câu đó chú ơi. Trời ơi. À. À, vậy con là tên Ngọc, con không cho rồi đó chú sống ơi. Ai mộng không cho đâu. Của vợ đó mới nói là ngoài con có hương, chú cho tiền con uống sữa. Tôi lâu lâu tôi qua thân thích tao động rồi thôi đó. Nghe chút chú cho tiền uống sữa nghe. Rồi à, cưng quá. Cha nó còn sống là cha nó nơ được không? À. Cha nó còn sống, cha nó thương nó dữ không bà cô Tám? Đang mưa nha quý cô chú anh chị. Đang mưa dữ lắm luôn á. Thì giấc này đang mưa nè. Thấy bé cưng quá nên là Quan Phạm quay bé một xíu để cho quý cô chú anh chị xem nha. Thì bé này mới có 5 tháng mấy 6 tháng thôi nha. Giờ ba đã mất rồi đó quý cô chú anh chị. Tội quá đi. Giờ nếu quý cô chú anh chị nào có thương thì có thể trợ duyên cho gia đình để có tiền mua sữa cho bé Ngọc uống nha. Cho bé Ngọc uống nha. Bé Ngọc uống chú ơi. Mấy cô ba mấy chú mất ơi. Bé Ngọc nhỏ xíu à đâu biết gì đâu. Mấy cô mấy chú có thương luôn á. Mấy cô mấy chú có thương bé Ngọc rồi gửi tiền cho bé Ngọc uống sữa. Dạ. Trời ơi tội nghiệp quá. Này còn nhỏ này nữa nè. Con nhỏ này ổng giống như là ổng bị bệnh từ nhỏ luôn rồi quý cô chú anh chị. Lóc chóc lắm luôn. Đây là anh hai của bé Ngọc. Dạ. Anh hai à. Anh hai ha. Anh hai đó, anh hai của Ngọc đó. 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 Đó anh hai. Anh hai ơi. Trời ơi cái nè ha. Quậy ghê nhưng mà không có biết nói chuyện luôn đó quý cô chú anh chị. Nhỏ xíu rồi không biết nói chuyện là gì luôn á. Anh hai. Dạ coi.
À đây con. Con biết ạ à không? Tay vô. Ạ à, coi. Một lâu chưa? À. Ơi. À. Trời ơi, thương quá à. Rồi, đỡ nổi nè. Đó. Rồi. Rồi. Cưng quá. Chị Hiếu đang nấu cơm ở trong đó nha quý cô chú anh chị. Cơ mẹ nó ra hay gì? Cơ mẹ nó ra ha. Chị đốt nhang cho anh nè quý cô chú anh chị. Thấy tội quá quý cô chú anh chị ơi. Bây giờ anh cũng mất rồi. Bây giờ còn có chị với hai đứa con nhỏ nè. Giờ chị phải nuôi đứa bé còn rất là nhỏ nè. Tội nghiệp quá luôn. Có quậy không con? Rồi nó nhìn ba nó kìa. Nó nhìn hình ba nó kìa. Đó. Thấy tội không? Rồi nó nhìn coi kìa. Giống như nó biết hay gì đó quý cô chú anh chị, nó dòm hoài luôn kìa. Tội quá luôn nè, thấy không? Đó, bé nó dòm nhìn đưa tới nó dòm miết luôn kìa. Đó, thấy không? Giống như là có linh cảm hay gì đó. Rớt cái gì vậy? À đây nè. Rớt cái cục của em. Nè gớt cái thôi để đi. Thôi chị ra trước ngồi đi ha. Em nói chuyện em gửi cho chị số tiền ha. Thôi ngồi đây đi. Ngồi đó đi nha. Có đèn không? Có đèn. À rồi. Chị ngồi đi ha. Nè em gửi này kìa. Sợ nó gớt. Rồi em nói chuyện với chị chút xíu ha. Thì hôm nay thì Quang đến đây để trao cái số tiền 5 triệu của anh Philip Bùi á, gửi tặng cho gia đình của anh Châu bị điện giật ở trên cây đó nha quý cô chú anh chị. Thì từ lúc mà hôm qua đó chị, mấy bữa trước đó thì mình cầu hồn ảnh về đó. Thì chị mấy nay chị ngủ chị có nằm mơ thấy ảnh không? Tại vì em nằm ngủ mà ban đêm chọc người ngủ thì cũng ngủ không được nữa, tại vì mỗi lần nhắm mắt lại nhớ ảnh đồ này kia đó rồi không có ngủ nghe gì được. Rồi con ban đêm nó thì nó thức lay gai á. Rồi bé này ban đêm nó có quậy không chị? Không, nó cũng thức mà nó không có quậy. Dạ. Bé nó thức mà nó không quậy ha, nó dạ. Cũng dễ không? Dễ, không có khóc gì chứ. Từ ngày mà sanh ra tới giờ là ít khóc á. Dạ. Ê, mình có tiền mua sữa cho nó uống không chị? Dạ, tại vì cũng uống sữa mẹ không à. Uống sữa mẹ ha. Ờ, dạ, cũng không có uống sữa ngoài. Dạ, cũng không có tiền để mua sữa cho bé uống ha. Dạ. Thì hôm nay em sẽ mà gửi số tiền của anh Philip đó. Dạ. Thì chị có gì mua sữa thêm cho bé uống ha. Dạ. Để thôi giống như anh của nó đó. Dạ. Bị suy dinh dưỡng rồi, tới lớn rồi không có mà nói chuyện được á. Dạ. Thấy lớn rồi cũng cờ đó. Dạ. Thấy tội nghiệp quá. Thì lúc mà trước cái lúc mà anh Châu anh mất đó. Dạ. Thì chị có nhìn thấy cái gì điềm gì lạ không? À, thì bữa đó là cũng như ảnh nấu cơm. Ừ. Nấu cơm bữa sáng. Ừ. Thì mới đi bữa đó đi cái ổ điện đó đó, cái ổ điện nó bị cháy á. Ổ điện đó ha. Dạ. Ờ, bị cháy. Ổ điện nó tự nhiên tẹt cháy, rồi nồi cơm điện á cái nó tự nhiên cái chui nó bị phồng lên á. Dạ. Rồi anh mới lấy cái dao anh cạo cái chui mà mình đâu có biết là cái điềm xảy ra trước đâu. Dạ. Với lại anh nói trước vậy đó. Dạ. Nói để bây giờ đang dịch. Dạ. Đó. Bây giờ đang dịch để mai tao vẽ cho mẹ con mấy bùn dừa uống. Dạ. Nói vậy đó. Rồi cái chưa gì trơn, để thôi dịch biết chết sống chết ngày nào. Dạ. Ăn uống được thì cứ ăn uống vậy là rồi đó, mà mình đâu có nghĩ là vậy đâu, mình đâu có nghĩ chuyện trước đâu. Như mình không có nghĩ là ảnh có thể là giống như là cái một cái điềm gì đó, ảnh như chăn chói vậy đó ha.
mình thì mình không có suy nghĩ đến, mình không suy nghĩ đến. Thì nghe nói là ảnh mất, ảnh chưa có kịp ăn gì hết chị. Dạ, bữa đó nấu cơm, nấu cơm kêu anh này đỡ lại ăn đi, mà mỗi lần nấu mỗi lần mấy lần trước á thì đi á thì ăn uống rồi mới đi. Dạ. Rồi lần này sao mà gấp đi dữ không biết. Rồi em nói vậy nè, thôi ăn đi rồi hả đi. Rồi bữa đó nồi cơm ghim lên mà sao nó không cháy. Dạ. Rồi hồi nữa nó tẹt tẹt rồi chứ nó không có ấy. Rồi không thôi cơm chín rồi cũng ăn cơm rồi mới đi. Dạ. Rồi đi xong rồi tiếng sau là em nhận đó. Dạ. Em được tin đó. Dạ. Vậy mà nhận được tin là anh bị lúc đó là ai điện cho mình? Cái đó không ai điện cho, bạn sớm mà lại phải nói. Cũng như hàng xóm thấy được tin trên mạng á hả? Dạ không, điện người ta điện trực tiếp ở chợ ảnh á. Người ta điện cho anh chị của ảnh á. Rồi tại vì cái số của em ảnh lưu vô nhưng mà ảnh không có để tên á. Rồi cho nên người ta không biết. Rồi người ta điện cho anh em của ảnh á. Rồi mới nói là vậy đó. Rồi mấy người hàng xóm ở gần ở chợ nó chạy xuống đây luôn. Rồi cho hay là nói như vậy. Kêu em cũng bàng hoàng lắm, em không biết gì hết trơn. Rồi em hết biết gì hết trơn. Rồi bây giờ nhiều khi ánh mắt rồi em cũng quán loạn luôn. Rồi không biết sau này mình làm cái gì, mình nuôi con làm sao, rồi em cũng hết biết luôn. Dạ. Thôi thì cũng cái gì nó cũng qua rồi, hay chị cũng mà đừng có buồn nữa ha. Để có thể là mình vui vẻ lên để mình sống tiếp, để mình nuôi mấy bé nè. Thì có thể là cô quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân á thì có thể xem được cái hoàn cảnh bi đát của cái gia đình của mình đó. Thì có thể quý cô chú anh chị thì sẽ hỗ trợ nha. Có thể cho tiền thêm để cho bé uống sữa nha. Như để gia đình mình là sửa lại cái ngôi nhà. Cái ngôi nhà này là thấy thật sự là ở dưới sông đó quý cô chú anh chị. Cái sông nè, dán nó cũng một cái trơn rồi. Sợ là không biết tới qua cái mùa mưa nè, tới mùa nước á, sợ là nó bị mà gãy á, sập á. Thôi thì em sẽ gửi cái số tiền nè ha, 5 triệu của anh Philip Bồi á, để cho bé uống sữa ha. Chú gửi nè, cho con uống sữa nha. Được. Dạ đi. Nè đây em giao chị ha. Nè. 1 2 3 4 5 ha, 5 đủ ha. Rồi, thì chị gửi lời cảm ơn tới anh Philip Bùi. Anh Philip Bùi và tất cả mạnh thường quân trên đất nước. Là em gia đình em cảm ơn rất nhiều. Bây giờ em cũng không biết nói gì hơn thật sự. Bây giờ nhiều lúc đó, em cũng không biết làm gì. Bây giờ em chỉ biết cảm ơn mọi người giúp đỡ gia đình em thôi. Dạ. Thì em cũng sẽ thay mặt cho gia đình của anh Châu thì với chị Hiếu, là vợ của anh Châu, thì sẽ cảm ơn anh Philip Bùi rất là nhiều. Thì chúc anh Philip Bùi có thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Thôi thì Quang Phạm sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye mọi người. Con bye bye đi con. Bye bye. Khóc rồi kìa.